chị Phượng đây. Hello, hello, Phúc xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Đó, đây hôm nay là có sự xuất hiện của anh Năm, phải không? Anh Năm nhà Yến nè. Đó, Năm nhà Yến. Đó, thì hôm nay là Phước đi lên trên dùng miệt thứ chơi nè, để coi có gì hay để Phước quay cho cô chú anh chị xem ha. Còn ở sau là có chị Sáu với anh Sáu ha. Hello, hello. Rồi, ok, bây giờ mình xuất phát từ chợ Vĩnh Thuận các bạn. Thì giờ hiện giờ là mình đi một đoạn, thì bây giờ tới chợ ngã năm có anh Năm, ngã năm Bình Minh ở đây nè các bạn. Rồi ngã năm Bình Minh ở bên Kiên Giang nha, chứ không phải ngã năm bên mà bên Phụng Hiệp đâu ạ. Ở đây cũng chợ này chắc chợ xã mà cũng ok quá nè, điện máy xanh rồi luôn, nhà thuốc Long Châu rồi kia, phải không? Đó, cầu ngã năm đó các bạn. Trời xanh mây trắng rồi ha. Đó, đẹp quá. Ở đây các bạn thấy không, đi tới đâu cũng thấy nhà Yến chân nè. Mình chắc trong ngành nhà Yến cho nên để ý mấy vụ này nè. Nhà Yến người ta cất lên hồi trước kia thì cho cất. Sau năm 2018 thì cái khu vực chợ như vậy thì chính quyền người ta không cho mình cất nha các bạn. Đó. Đây, chiếc xe trước mặt mình là có một chiếc xe chở bình ga kìa. Đó, thấy không? Chở mìn nó ghê chưa? Việt Nam này gan lắm á. Cái đó nó nổ cái như mìn bao gì. Ok, rồi tới đâu có gì chợ búa nữa mình quay tiếp nha các bạn. Đây nè các bạn ơi, bây giờ đang đi vô đường đi. Đường này cũng giống như đường trên 14 của mình luôn ạ. Hồi xưa em chèo xuồng không đó nha. Kinh 4 gì vậy? Hồi xưa ta chèo xuồng không đó. Như ta đi dụng e bộ không ta không làm cả. Lô đan thì mẹ mày câu vô lót xe đó, cũng mừng quá là được đó. Đó mới có đó. Cậu ngay xong mà chiếc xe đi hở bên tắc rồi. Ông lấy cua xong lên được là không có cọ, nó là chạy banh cửa chân luôn á. Rồi chạy được rồi. Bây giờ nhỏ là tôi không có học gì cho là tôi lái rồi kêu sao rồi. Đó tôi chừng mười mấy tuổi là tôi lái là máy suốt mới là cha mua giờ không ai lái được chứ. Suốt chạc lần nào không chìm không chứ. Lái bậy lọt xong rồi ở chân cũng chết luôn. Hồi đó nhớ Năm chế xe lấy 4 cái bánh xe máy suốt đó rồi miếng chán lên bắt đầu cho mấy kia ngồi đẩy nó chết ngồi cái cần lái chế cần lái rồi đẩy bắt đầu ngày nó từ chỗ đó là nó tạo ra thành một cái năng khiếu hồi nhỏ hồi học lớp 2, lớp 3 là mình đã đam mê nghiên cứu những chuyện đó rồi. Hello dữ dằn không áo dài chạy xe hai bánh rồi ha. Hello quá rồi, tới đây mình gửi xe ở đây rồi các bạn ơi, gửi xe ở đây đi xe hai bánh vô vô nhà bé Na nè các bạn ơi. Ừ. Nắng quá. Không bây giờ bây giờ mình đi xe hai bánh này các bạn ơi, đi xe bánh vô anh Năm chạy cho nó ha. Đó, bây giờ mình đậu xe 4 bánh ở đây để đi xe hai bánh để di chuyển vô bên trong nghe các bạn. Ok, ở đây thì khu vực trong quê thì không có đội nón bảo hiểm luôn các bạn ơi. Ok, let's go. Cái cầu ghê. Yeah.
trong hả? Phải không ta? Chạy qua thôi đó. Quẹo 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 đây. Tới cảnh nước dâu chắc vui lắm đó, một cái đường lộ này thì vui lắm đó. Tên gì con nói con giới thiệu tên con ơi, lên cái kênh YouTube của chú Phước Canada coi. Con tên gì, con tên gì? Quay phim đưa lên YouTube luôn á. Xinh gái quá, con bao nhiêu tuổi rồi? Con nhiêu tuổi, tên gì, giới thiệu tên rồi coi đưa lên YouTube coi. Tên gì bắt tay cái kìa. Con sợ ăn chút nó nói, ăn chút nói nha. Mới lạ quá chưa nói đâu. Ở này là chú của Na hả? Dạ chú. Là chú thứ mấy? Sao? Này là cậu của thằng Tính. Thứ mấy? Thì là em thứ 7 Út hả? Em cũng thứ 6 chứ cũng là đó thì 21. Bye.
đây là hai nhân vật chính nè. Rồi đây tỉnh với bé Na ha. Bữa nay là đi qua bên nhà bé Na để gặp mặt ha. Bước Canada. Vậy là anh có coi cái kênh Bước Canada đúng không? Dạ dạ. Bữa đi du lịch ở Hòn Sơn á, Hòn Sơn với bé Na là được rồi đó. Không mà không có coi đó mà du lịch quay đi rước cái cháu gì đó. À. Nó nói là chuẩn nhảy vô. Không qua không. Lâu lâu mà cũng không. Đây hai vợ chánh ngồi riêng một bàn nè. Hello, hồi nãy giờ chưa có cho tôi biết tên nè. À, con tên gì con? Tên gì nói nè, tên Lan Anh. Lan Anh. Lan Anh hả? À, nói chuyện nhỏ nhẹ quá ha. Mới biết tên Lan Anh. Ừ, Lan Anh hả? Rồi, Lan Anh năm nay nhiêu tuổi rồi Lan Anh? 4 tuổi rồi. Sao đưa con tay lên đây 4 rồi, 4 là 4 gì phải 4 không? Cái này tới 5 à, 4 tuổi chưa đi học mà phải không? Con đưa 4 cái lên. 4 ngón. 4 ngón là đó là con đưa 4 cái lên. 4 tuổi. Rồi con có ca hát gì được không? Hả? Ca được không? Dạ không. Nói dạ không. Không hả? Hên lắm rồi, nó nói chuyện vậy là hên lắm rồi đó, chứ nó ít nói chuyện. Mắt hai mí rồi đẹp gái lắm á, nửa lớn rồi đẹp gái lắm á. Cái nó chết vậy nè. Cái nó chết. Cái nó chết. Đây là cô hả? Cô thằng chị có nét giống nha. Có nét giống. Giống. Cô thứ ba đó. Này là nhà thế mà biết chứ là mợ, biết chứ là mợ, đây là mẹ của cô, đây là bà mợ hả? Bà mũ của tiếng cái chữ là cô, cái nó đang có giống cô là giống thiệt á, cô giống thiệt á, có nét giống hết sức luôn. Bình đầm sáu nè, cũng chạy hai gái. Đây nè, đâu đâu con qua đây con đứng với cô cái cây giống thịt luôn kìa, giống lắm á. Giống cô á, cô quá trời luôn, cô ruột không giống rồi đó, đó. Có cái là có răng sẵn là khác thôi chứ thôi là giống giống mặt đó. Phim thế nào hả? Giờ quay phim đưa lên YouTube nha. Đưa lên YouTube luôn á, đưa lên TV luôn á. À, tên Phước. Dạ. Cái kênh YouTube là Phước Canada. À. À, bữa nay đưa lên YouTube luôn á. Có TikTok không? Không có làm TikTok. Rồi đây bên đây là đây là hai bà chui tương lai ngồi kế bên nè. Bà chui tương lai nè. Đó, hai bà chui bắt tay cái đúng rồi. Đó là phải là bà chui mới được chứ. Đó. Dạ. Cậu đang quay rồi sao tôi bắt chị? Đây là em ruột của chị. Cậu của tính. Dạ, cậu của tính. Rồi cái bả gọi Zalo, mình không cần phải đi tới nhà bả nữa, gọi Zalo cái bắt đầu mình kết nối luôn. Có lương gì không? Hỏi. Dạ dạ có. Một tháng được nhiêu? Một tháng cũng 5-6 triệu vậy á. Dạ. Rồi nếu mình làm nhiều. Mình lãnh đâu? Mình lãnh ở đâu rồi? Mình lãnh ở trên mạng người ta gửi vô tài khoản mình luôn. Dạ. Người ta coi nhiều á, mình có tiền nhiều. Người ta coi nhiều có tiền nhiều ha. Dạ dạ. Vậy là mơ mốt tôi kiếm người ta coi nhóc nó cho cậu có tiền nhiều. Dạ dạ. Thấy không? Đầu dạ, vô dạ. Coi cô là nó có tiền. Mình người ta coi nhiều là mình có tiền nhiều. Vậy thấy nhà vô
Dạ là Phước, Phước Canada. Dạ, bấm vô YouTube cái bấm cái tên là Phước Canada là nó nổi lên á. Vậy vậy là 11 tôi kiếm ai cái tôi cho coi 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 dạ, coi, dạ. Coi coi tôi giữ có tiền 11 tôi qua cậu kêu chú cà phê nha. Dạ dạ đúng rồi. Rồi với cái coi mời, mời ăn qua bển đại ăn yến. Ăn yến luôn. Rồi. Rồi với coi Tết đó yêu thương đầu đó cậu làm tôi nha. Dạ dạ. Tổ phải không? Dạ dạ. Dạ. Đó mắc lần luôn chân biết. Rồi bây giờ tới cái giờ nhập tiệc rồi các bạn ơi. Để ổng có lại đâu. Ổng chừng mấy đứa nhỏ đặng lại đại tiệc này các bạn ơi. Đại hai bàn một bên là bên bàn bên nữ và bàn bên nam ha. Đây bên này bên nam. Đó. Hai bàn. Ăn cơm rồi ăn cơm trưa ha. Ăn cơm trưa thôi. À, chú ơi. Dạ dạ. Chú Năm nè. Dạ, dạ. Cái này là chú Năm. Hả? Chú Tư. À. Chú Tư rồi chú kia chú Năm hả? À, ông ngoại là thứ Năm. À, ông nội là thứ Tư. À. Rồi chú này là sao? Em thứ 7. Là em vậy là chú tôi thứ 7. Rồi chị kêu bằng chú. À, em con nội em đến. Em ông ngoại hả? À cậu như là cậu gì đó. Dạ dạ. Cậu cũng nam như là cậu cậu lên đấy. Dạ. 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 Ôi là ông cậu cũng nam. Ông hả? Ông cậu ông cậu là người coi như là cao hơn Phước một bậc, giống như Phước là giai cậu, cái này là ông cậu hơn bậc rồi. Rồi cấp quý kia cấp tướng rồi cấp tá. Đây là chị của Nam nè, nãy giờ chưa qua nha, nãy ba khẩu trang con không thấy. Bà mở nó hoài luôn. Nãy bên kia lộn kìa, mẹ mới lạc lạc hả? Làm sao rồi à? Chị bé Na năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con 33. Chị bé Na nói tên gì? Linh. Linh là dạ. Linh. Rồi có chồng chưa bé Na, chị bé Na? Linh. Dạ có rồi. Có hả? Hai con rồi. Hai con hả? À ok. Tưởng là chưa có là mình cho Linh kết nối yêu thương luôn. À đây nè. Rồi chú Tư vài bữa qua Vĩnh Thuận chơi nha. À, trời này nóng quá không qua bển đâu cho mát mẻ chú. Ừ. Chơi là được luôn à. Một tháng luôn. Chơi lắm. Bây giờ tôi khỏe tôi đi chơi rồi, còn ông khỏe. Qua đây gọi luôn nè. Không luôn đi. Cô không có con ở chung à? Ủa vậy à? Ờ à, ở luôn cái nhà trống có mấy phòng ngủ để cho khách hai phòng ngủ sẵn luôn. Có nhiều bà nữa không? Không còn người Việt Nam nữa về đây chơi nghỉ ở đây là nó quá trò canh ngay giờ nữa ha, quá hay luôn. Bà cô hả? Bà cô với ông cậu hả? Bà cô ông Dưỡng. Ủa tôm này mình nuôi nhà hay gì nè? Dạ. Ủa? Có nuôi không? Chơi tôm này là mình mua. Hả? Mình mua hả? Đúng rồi. Ủa, không phải nuôi hả? À. Có nuôi mà nó còn nhỏ phải không? Chưa có. À chưa có ăn rồi. Rồi
chú giới thiệu mà cái đây, mới vô luôn đây, à. Ông Dưỡng, ông Dưỡng, ông Dưỡng Bé Na hả? Ông Dưỡng, ông Dưỡng Bé Na. Ông Dưỡng, ông Dưỡng, ông Dưỡng nha. Ông Dưỡng, ông Dưỡng người, ở này là bà gì hả? Bà gì hả? Bà cô, bà cô, bà cô, bà cô. Bà cô không? À, dạ, chào bà cô ha. Thì là mấy nay kêu tới bằng bà cô là đúng không? Bà cô. À. Rồi đây là còn hai chị áo đỏ với áo ấy nè. Chị em bà dâu thứ sáu. Cô Út có cô dâu. Cô Út giới thiệu luôn, tự giới thiệu cô dâu, bà nè, là cô dâu đây à. Ê, trong đây có Yến nữa, nhắc nghe. Rồi, Yến là sao? Em của Na. Em của Na hả? À, con cậu nữa đó. Con cậu hả? Rồi bây giờ cùng đi cái đi, cùng đi cái đi ha. Cùng đi để cùng đi để vậy. Chú Bảy đổ vô. Vậy là lái mà không uống phải không? Dạ, con không uống không phải. Rồi. Lái rồi. Lái không uống. Tao uống hả? Không, này là ông uống. Lái xe không uống. Xe máy. À dạ. Nó lái về nó không uống. Nó hợp đồng với mấy anh này rồi. Dạ, uống không uống. Ok, mình nghe uống được hạt chết. Dạ. Đã chợ, phải sợ thôi chứ đây chứ không phải đậu. Dạ. Đừng về đây gì bánh chai vậy. Chị nói đi về quốc lộ không rồi. Rồi ok, mời các bạn dùng tài chí phướng này các bạn ơi. Đó rồi các bạn ơi, bây giờ là kết thúc cái buổi tiệc hôm nay ha. Đó không phải. Nó là mơi lúc qua chứ không im là không qua. Cái gì chứ? Sao nó nói vậy? Ảnh mời. Đây kết thúc buổi tiệc hôm nay thì bên đàn trai rút về bên Vĩnh Thuận, đó là uống xã giao và tạm biệt ha. Có gì đâu mà. Đúng không? Rồi bây giờ vậy hả, có coi YouTube lâu hả? Vậy là có coi nhạc Long Miến rồi này kia có chưa hả? Mới đăng lên là nhạc Long Miến rồi đó, rước hai cô thợ về nhạc Long Miến rồi đó. Rồi anh mời gần nhau không? Gần cách 5-6 cái nhà cũng ở ngoài trong chợ, ngay chân chợ luôn, ngay chân chợ đường Nguyễn Trung Trực. Có em ở cái 14 thôi, cũng có nhà trong chợ luôn mà ổng là vợ con đi mất tiêu cho nãy giờ con muốn qua bên vô luôn muộn. Thì Vĩnh Thuận ra đó 7 cây. Rồi chạy vô. Cái chợ có nghĩa là đây là cái chợ hả? Đó con á. Đây chạy Vĩnh Thuận đó. Chỗ chợ đó thì có đường nó chạy vô. Mà cái đường đi bên đường Nghĩa Trang hay là bên cầu sắt? Chợ Trang Băng. Ôm chợ chạy vô luôn. Ôm chợ chạy thẳng qua luôn. Chạy vô rồi chạy vòng lại để cứu Trang Băng mà chưa tìm được cái tay đó. Không thành, mấy đi vợ nó không thành. Mình vô cái đó rồi. Rồi ok ok vậy nha. Rồi ok anh. Dạ. 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 Em gặp lại nông dân nha. Rồi ok. Tiến lên. Tại cái đó anh có điều kiện đi ngay đầu. Đó là nông dân vậy. Đang bước hôm nay là 50 mấy. 56 bằng tử với chú chú 10 nè. Vậy là lớn tuổi hơn em. Dạ dạ. Lớn tuổi anh chị. Anh là với anh này. À anh là tên gì? Thứ ba tên được. Thứ ba là thứ của vợ. Thứ của mình là thứ 7. Dạ. Thứ 7. Mày thứ 2. Ok. Thứ 3. Ba được. Ở đây tên gọi là ba được. Bên vợ thì ba được. Ok. Của mình thì mấy được. Dạ. Đây dưới khoảng 500 m. Dạ. Rồi ok ha. Dạ rồi tạm biệt ha. Khi nào mình gặp lại. Dạ.
cậu năm của Hồng Tính là đi chương trình giả quý cô chú gì của đào nhà kỹ lại cái chứ giờ là đỡ lỗ sao cái cô này cái mặt giống em Thí ở Gạch Giá quá thằng ta giống Thí Nguyễn đó làm mặt ta đó à, cái miệng giống hay cái mặt giống chuyện nữa nói nhỏ nhỏ đủ rồi rồi đúng trăm nghe thôi nhiều nhớ 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 tính tính nhớ cô Thí ở Gạch Giá không? Rồi ok các bạn ơi, thì cái buổi mà đi hôm nay thì kết thúc ở đây nha các bạn. Phước xin kết thúc video tại đây. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe. Nhớ ủng hộ Phước bấm vào ngón tay like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Nếu bạn nào chưa có đăng ký kênh thì nhớ bấm vào nút màu đỏ và bật chuông thông báo lên nha các bạn để cập nhật video tiếp theo của Phước. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo. Ok, bye bye.